Xin chào ban giám khảo, em tên là Nguyễn Thanh Dương. Hôm nay em đến tham dự chương trình với món ăn là thịt heo cuộn với lại phô mai và ngò tây và vỏ chanh. Dạ. Nước sốt rượu vang và kem cùng với lại khoai tây nghiền và rau câu đào. Đến với cuộc thi MasterChef lần này thì mình mong muốn được học hỏi thêm những kỹ năng nấu ăn của những món ăn Việt nói riêng và món ăn châu Á nói chung. Đồng thời là mình muốn nâng cao kỹ năng tay nghề của mình, tại vì mình chuyên về nấu ăn những món Âu. Mình muốn kết hợp những món Âu và Á chung với nhau. Em có thời gian xa nhà khá là lâu, cho nên là tự học nấu những món ăn. Thì em đặc biệt thích những món Tây, tại vì em sống lúc mà xa nhà thì em sống trong môi trường nước ngoài. Món ăn này em đã thức cả đêm để làm. Tại vì với đặc thù công việc là bartender thì ngày hôm qua em đi làm về lúc 2 giờ sáng. Khi mình vào gặp 4 vị giám khảo thì mình khá là tự tin về món ăn của mình. Nhưng mà sau khi mà sơ chế lại món ăn thì mình phát hiện ra là cái thịt heo của mình nó chưa được chín, cho nên là mình đã nhanh chóng áp chảo lại để mà hy vọng là nó chín kịp thời gian và cùng lúc đó là trình bày món ăn. Nhưng mà không may là thời gian không đủ, cho nên là mình thiếu đi cái phần khá là quan trọng là rau câu đào để ăn kèm với lại khoai tây nghiền. Thì điều đó cho nên là mình rất là run. Cái cảm giác khi mà mình cắt cái miếng thịt heo ra mà nó sống thì mình cảm giác như là rớt từ trên vực, rớt xuống vậy. Em run không? Khi em bị không đủ thời gian rồi món ăn của em không được trang trí đúng theo như cái mong muốn của em. Dạ em rất là lấy làm tiếc. À, em xin lỗi ban giám khảo, thì em là một người rất là cầu toàn cho món ăn của mình, muốn món ăn của mình rất là đẹp. Em trang trí anh không những là phải ngon mà còn phải đẹp nữa. Cho nên là em xin lỗi ban giám khảo vì đã để cho món thịt của em bị xấu. Không, nó không xấu đâu em. À, bị xấu, em xin lỗi. À, bị xấu. Dạ. Về tổng thể món ăn, thực ra thì anh nghĩ là em có một cái kỹ năng tương đối là tốt. Có thể là em đã được tiếp xúc với rất nhiều những người làm bếp. Dạ. Thì em làm trong môi trường nhà hàng khách sạn. Thì anh thấy đây là một cái... vì đây là một cuộc thi vua đầu bếp đi tìm những cái tài năng, thì anh nghĩ rằng là em cũng có thể xếp vào một trong những cái tài năng mà có thể phát huy được cái khả năng nấu nướng của mình. Tuy rằng thời gian của em hết, nhưng mà cũng rất may có thể là do hai miếng thịt vừa xong để lên đấy nó không phải là thịt sống. Anh cũng rất may cho em. Và cái sốt của em làm tuy rằng là nó không đậm đà, nhưng mà nó có một cái gì đấy nó cũng linh với cả cái món thịt của em. Đó. Thì về bản thân anh thì anh đồng ý. Em cảm ơn sức khỏe. Mặc dù em bị thiếu mất mấy cái khoanh tròn trong veo ấy ở trong cái góc đĩa, nhưng mà thiếu thôi món ăn của em đã rất đẹp. Cảm ơn chị. Em làm cái màu xanh của cái bông cải xanh thật là xuất sắc. Tôi ăn bởi vì cái sự hấp dẫn của cái màu đó trước, sau đó là nó giòn đủ để tôi thấy được cái vị thơm của cái bông cải xanh. Và một cái nữa, mặc dù nó không phải là cái chi tiết chính anh lúc, nhưng mà là mashed potato, một cái miếng mashed potato của em rất nhỏ, nhưng mà tôi thấy là em làm nó không có quá nhuyễn, nó còn sự lợn cợn. Dạ, tôi thấy như thế là cái tôi thích. Có thể nhiều người thích thật là nhuyễn, nhưng tôi thì thích cái sự lợn cợn, sự tự nhiên. Đó có một lý do nhỏ đằng sau cái lý do cái phần đó. Đó là vì em dự định trong đầu á, là tại vì cái tổng thể món ăn của em nó có màu trắng và màu xanh, cho nên em muốn dùng một cái dĩa màu đen để mà làm nổi bật lên cái dĩa đồ ăn của em. Nhưng mà khi tới nơi thì em không tìm được cái dĩa màu đen, cho nên em quyết định là làm caramelize cái mashed potato đó cho nó có cái màu hơi, nó có hơi chấm chấm chấm, tạo sự cái màu sắc khác biệt hơn. Nó không có chìm vào cái gì. Tôi đồng ý. Cảm ơn chị. Chị rất là tiếc cái món ăn của em nó sống, cho nên là bản thân chị và ban giám khảo, chị biết cái miếng của chị nó rất là sống, không có cảm nhận được hết cái vị của món ăn. Nhưng mà sau khi chị thử cái miếng của anh Lúc thì
cái vị nó rất là tuyệt vời. Và trong tất cả những thí sinh ngày hôm nay đến tham gia dự thi thì em là một trong những thí sinh mà sử dụng cái kỹ năng nấu nướng nó nhiều nhất, một cái kỹ năng rất là tốt. Và chị hy vọng rằng là món ăn sau mà em đưa đến ban giám khảo sẽ là một món ăn hoàn hảo, và chị đồng ý. Dạ em cảm ơn chị. Anh Út thấy được tôi thấy đam mê nấu ăn của bạn rất là mạnh mẽ. Chính xác. Món ăn của em xuất sắc.